Chào các em học sinh lớp 9. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em giải đề thi giữa học kỳ 1 môn toán lớp 9 sách kết nối tri thức đề số 4. Nội dung đề thi gồm có hai phần, phần 1 trắc nghiệm 2 điểm, phần 2 tự luận 8 điểm. Phần số 1 trắc nghiệm câu 1: phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn? Thì chúng ta nhớ cho thầy là phương trình bậc nhất hai ẩn là phương trình có dạng là AX cộng BA bằng C. Trong đó lưu ý là A, B, C là các số đã biết. Các số này đã biết. A, B, C là các số đã biết. Điều kiện quan trọng ở đây đó là A khác 0. Hoặc là gì? B khác 0. Ví dụ thầy có nè. 2x cộng 3a bằng 5 đi, bằng 5. Thì ABC là các số đã biết ở đây chính là 2, 3, 5. Đã biết chưa? Và điều kiện ở đây là A khác 0 hoặc B khác 0. Ở đây thì A là 2 này, khác 0. Rồi B là 3, cũng khác 0. Thì hai cái này cùng khác không thì càng tốt. Hoặc là thầy có là 2x cộng 0y bằng 5 đi. Thì trường hợp này là A khác 0, B bằng 0, vẫn được. Rồi ví dụ tiếp tục này, thầy có là 0x cộng cho 3y bằng 5. Trường hợp này là B khác 0. Rồi có kiến thức chỗ này nào đúng không? Xin đáp án này. Đáp án A, đáp án B, đáp án C, đáp án D thì em thấy đáp án đúng là gì đây? Đúng là C. Rồi xong. Câu số 2. Hệ nào sau đây không phải là hệ phương trình bậc nhất hai ẩn? Thì chúng ta cũng cần nhớ là hệ phương trình bậc nhất hai ẩn là hệ gồm có hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Đó là AX cộng BA bằng C và A phải X cộng B phải Y bằng C phải. Rồi trong bốn đáp án ABCD thì đáp án đúng là gì đây? Đáp án đúng là đáp án nào? Đáp án đúng chính là đáp án AB không phải, nghe chưa? Không phải tức là nó không thỏa điều kiện á, và chính là B nè, do là A phải bằng 0 và B phải cũng bằng 0, do đó thì sai rồi. Rồi câu 2 chọn B, câu 3. Cặp số nào là cặp nghiệm của hệ phương trình? Thì câu này chúng ta đi bấm máy tính cho nó nhanh thôi. Chúng ta dùng trên máy tính 580 thì chúng ta dùng chức năng là mình nhấn vào menu chính. Menu chính nha. Hệ phương trình nhấn số 1. Nó hỏi là mấy ẩn, số lượng ẩn. Trả lời là có đây có 2 ẩn. Bấm số 2, nhập vô. A là -2 chưa? Nhấn -2 bàn. B là 7, nhấn 7 bàn. C là 12, nhấn 12 bàn. Rồi tiếp tục nó chuyển qua công trình số 2 này. Là A phải là 5, ấn 5 bàn này. B phải là -1, ấn -1 bàn. C phải là 3, ấn 3 bàn. Ra được X bàn. X bằng 1. Y bằng như đây. Y bằng 2. Đó, nghiệm là X bằng 1, Y bằng 2. Vậy đáp án đúng ở đây chính là đáp án C. Câu 3 chọn C. Câu số 4. Bất đẳng thức diễn tả x không âm. À, cái này chúng ta cũng cần nhớ cho thầy này. X lớn hơn 0 gọi là x dương. X dương nha. X lớn hơn 0 là x dương. X bé hơn 0 là x âm. Còn x không âm á, x không âm là x lớn bằng 0. X lớn bằng 0 có nghĩa là sao biết không? Có nghĩa là x lớn hơn 0 hoặc x bằng 0. Người ta gộp lại là, người ta hợp lại là x lớn bằng 0. Rồi, x không âm trả lời là đáp án D thôi. Câu số 5. Bất phương trình nào dưới đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn?
Họ mở ngoặc là ẩn ít nha nha. Đó. Chúng ta nhớ bắc phương trình. Bậc nhất là bậc một á, bậc nhất. Một ẩn là bắc phương trình có dạng, có dạng gì đây? Là AX cộng B lớn 0, hoặc bé hơn 0, hoặc lớn bằng 0, hoặc bé hơn bằng 0. Ẩn X ẩn gì cũng được á, ẩn T cũng được. Ví dụ như có là AT cộng cho B lớn hơn 0 cũng được, ẩn nào cũng được hết. A là ẩn X nha, ẩn X. Ẩn X thì ẩn Y là tầm 7 nè. Rồi ẩn Y là 7 loại nha, loại A với D đi. Còn lại B với C. Thì đây điều kiện lưu ý cho thầy nè, điều kiện ở đây là A phải khắc 0. Chứ A bằng 0 nó ra số rồi đúng không? B là hàng số rồi, AB là hàng số. AB chính là các số đã biết á. A khắc 0 nè. Rồi, A khắc 0. A khắc 0 ở đây chỗ này là A bằng 0 rồi nè, thấy không? Vậy thì loại luôn. Vậy còn lại là B. Rồi tiếp theo là câu số 6. Giá trị x nào sau đây là một nghiệm của bắc phương trình thấy trừ 3 nhỏ hơn 0. Thì mình thay vô. Thay x vô mà nó thỏa thì lấy. Rồi câu 6 này. Thầy thay đáp án A này. Đáp án A là x bằng mấy? Bằng 1. Thay vô. Theo được là chỗ nào có x thay bằng 1 về 2 nhân 1 trừ 3. 2 nhân 1 là 2 mà 2 trừ 3 là bạn trừ 1. Trừ 1 bán 0. Thỏa mãn chưa? Bán 0 là thỏa mãn rồi. Mà thỏa mãn thì thôi, khoanh vào, đơn à. Còn nếu không thỏa mãn thì kiểm tra tiếp. Câu số 7. Cho tam giác DGH vuông tại D đây. Vuông tại D này. Khi đó sin G. Chúng ta nhớ cái thằng này. Sin. Sin thì đi học. Để đối chiều hiền á. Cosin là không hư. Là kề chia đối, kề huyền chia nhau, tìm sin lấy đối chia huyền, tìm sin lấy đối chia huyền, cosin lấy cạnh kề huyền chia nhau, còn tan này ta hãy tính sau đúng không? Còn tan ta hãy tính sau, đối trên kề dưới chia nhau ra liền, ra, hay gọi là đoàn kết. Còn cua tan á, nghịch đảo của tan có gì? Nghĩa là kề chia đối. Rồi cách nhớ nhanh này, sin đi học. Cốt không hư, tan thì đoàn kết, cô tan thì kết đoàn. Hay là đọc là nhớ như vậy được nè. Tìm sin lấy đối chia huyền, cô sin lấy cạnh kề huyền chia nhau. Còn tan ta hãy tính sau, đối trên kề dưới chia nhau ra liền. Cô tan nghịch đảo của tan có gì? Đó, nhớ như vậy. Rồi bây giờ ở đây thì mình quay lại bài này thì em thấy là single đúng không? Mà sin g nghĩa là bạn đối chia huyền, sin g này, sin góc g đúng không? Đối chia huyền đối đâu? Đối nó chính là dh, dh nha. Chia huyền, huyền là gh. Đối mặt nè, đúng chưa? Đây là cạnh đối, đây là cạnh kề, đây là cạnh huyền. Vậy là dh chia gh. Chọn đáp án gì đây? Đoạn B, câu 7 chọn B nha. Câu 8. Cho tam giác HIK đây, vuông tại H này. Khi đó HI chia HK, HI nè không, HK. Còn IK là cạnh huyền. Vậy thì ở đây hỏi mình là sin cos đúng không? Sin cos góc I. Thì nó liên quan tới là sin là bằng đối chia huyền, cosin là cạnh kề huyền chia nhau. Đúng không? Vậy thì không thể nào có cạnh huyền được. Cái đây là HK, HI là cạnh góc vuông rồi. Vậy thì ở đây loại hai đáp án là A với C. Rồi kiểm tra đi, chúng ta tan trước nha. Tan góc K bằng gì? Tan là bằng đối chia kề, đối là IH. Chia kề là chia cho HK. Được chưa? Tan là đối chia kề hay là đoàn kết? Chọn đáp án là D nha. 8 chọn D.
Rồi, tiếp theo là phần số 2, là phần tự luận. Bài số 1, giải các phương trình đi, các phương trình. Giải các phương trình sau, câu A này. Câu A là 3x trừ 9 nhân cho x cộng 4 bằng 0. Thì ở đây chúng ta cần lưu ý kiến thức đó là A nhân B bằng 0 thì sao? Đó là phương trình đó, phương trình tích A nhân B bằng 0 thì A bằng 0 hoặc là B bằng 0, A bằng 0 hoặc B bằng 0. Rồi, ốc vào đây. A là cái này là 7 trừ 9 còn B là x cộng 4, vậy là 3x trừ 9 bằng 0 hoặc là x cộng 4 bằng 0. Vậy là 3x bằng trừ 9 chuyển sang phải là bằng 9. Bằng 9 này. Hoặc là chỗ này là cộng 4 chuyển sang phải là trừ 4. X bằng trừ 4. Chưa xong đâu. Phải tìm được x. 3x bằng 9 thì x bằng 9 chia 3 là bằng 3. Hoặc là x bằng trừ 4. Kết luận nha. Vậy phương trình đã cho có nghiệm là gì đây? Có hai nghiệm á, chính xác là có hai nghiệm là x bằng 3 hoặc là x bằng trừ 4. Câu B. Câu B thì tất nhiên chúng ta đặt điều kiện nha. Có mẫu này, đặt điều kiện là x khác 0 và x trừ 4 khác 0. Điều kiện xác định trước nè là gì? X khác 0 và x trừ 4 khác 0, có nghĩa là x khác 4. Nhớ là và nha. X khác 4. Và mẫu mẫu thức chung ở đây là x nhân x trừ 4. Vậy thì cái đề là đi. Vậy nam x bình phương chia cho x nhân cho x trừ 4 trừ cho nam x trừ 3 chia x trừ 4 thì bằng là nam phần x. Sau đó thì mình quy đồng này, quy đồng đi. Nhớ là mẫu thức chung ở đây là x nhân x trừ 4 nha. Quy đồng bỏ mẫu nha. Nam x bình phương, cái này khó quy đồng. Có mẫu giống rồi. Mẫu chung giống mẫu chung rồi. Còn cái này là lưu ý nè, cái này phải mở ngoặc đóng ngoặc xong mà sai giờ. Nam x trừ 3 trừ trước nha. Cái này thiếu gì đây? Thiếu x nhân thêm x để trước luôn. Bằng. Vậy này thiếu gì? Thiếu x trừ 4. Vậy nam nhân x trừ 4. Còn không thì chúng ta cứ để mẫu chung cho dễ này đó, mẫu chung đây, x nhân x trừ 4, bên này cũng vậy này, x nhân x trừ 4, sau đó bỏ mẫu đi, bỏ mẫu nha, nam x bình phương, cho nên là x nhân nam x là nam x bình, đổi dấu thành là trừ trước đây, trừ trước đổi dấu nha, là trừ nam x bình phương nè, x nhân trừ 3 là trừ 3x, đổi dấu thành cộng 3x, bên phải là nam nhân x là nam x, nam nhân trừ 4 là trừ 20. Rồi nam x bình trừ nam x bình là hết cái này. Và còn 3x bằng nam x trừ 20. Thì chuyển nam x sang bên trái đi. Là 3x trừ nam x là còn trừ 2x. Vậy nó bằng trừ 20. X sẽ bằng là trừ 20 chia trừ 2 là bằng trừ 10. Điều kiện của mình là x khác 0 khác 4. Vậy là x bằng 10 là thỏa mãn rồi. Thỏa mãn điều kiện. Kết luận vậy phương trình đã cho có một nghiệm là gì đây? X bằng trừ à bằng 10, nghĩa cho bằng 10, 10 trừ 20 chia trừ 2 là bằng 10 nha. X bằng 10. Rồi xong bài 1 và bài 2 nha. Bài 2.
Bài 2 là giải hệ phương trình 7 trừ 3 y bằng 1 và 2 x cộng y bằng 4. Thì hệ phương trình này chúng ta có hai cách giải. Thì nghĩ cách giải đơn giản nhất là chúng ta sẽ dùng phương pháp cộng đại số nó dễ hơn. Còn không thì rút rút thế, rút y này, y bằng 4 trừ 2 x thế vào phương trình trên, gọi là phương pháp thế. Nó có hai phương pháp giải, là phương pháp thế và phương pháp cộng đại số. Thì giải phương pháp cộng đại số nha. Xét hệ phương trình 7 trừ cho 3y bằng 1 và 2x cộng cho y bằng 4. Rồi cái này đúng lý là tương đương, nhưng mà do bộ nó không cho dùng nên thầy không có dùng nha. Toán học không dùng giải tương đương khó giải lắm. Bây giờ thầy nhân cái phương trình dưới cho 3 nha. Để chi biết không? Để ra là 3y. 3y mà cộng với trừ 3y là mất mất y. Còn lại một ẵng là x, tìm được x thôi. Vậy 7x nè trừ 3y bằng 1. Chúng ta nhân 3 vào thì nhân 3 hai vế, đây là 3 nhân 2 là 6 nè. Vậy 6x này nhân 3 là cộng cho 3y. Và 4 nhân 3 là 12 nha. Thầy cộng vế theo vế này, 7 cộng 6x là 7 cộng 6x là 13x, trừ 3 cộng 3 là hết rồi, 1 cộng 12 là 13. Giữ một trong hai phương trình, giữ trình nào cũng được, trình trang nha. Giữ trình trang đầu tiên này, vậy là 7 trừ 3y bằng 1. Rồi tiếp tục, 13x bằng 13, x bằng 13 chia 13 là x bằng 1. Này chiếc lại là 7x trừ cho 3y bằng 1 nè. X bằng 1 nha. Chỗ này là thay vô được là 7 nhân 1 trừ 3y bằng 1. Vậy x bằng 1 nè. Này là chuyển trừ 3y sang bên phải là 3y bằng cái này 7 trừ 1 là 6, y bằng 2 á. Y bằng 2. Kết luận, vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất, hay là có nghiệm được rồi, có nghiệm là x chấm phẩy y bằng mở ngoặc ra là 1.2, đóng ngoặc lại là xong. Tiếp theo là bài số 3. Bài số 3 gồm có hai câu, câu A và câu B. Câu A này, câu A là cho A nhỏ hơn B so sánh trừ 10 cộng 2A với trừ 10 cộng 2B. Thì thấy tự nhiên nó là A mà tan lên 2A cha, B tan lên 2B cha. Vậy nhân 2 vế cho 2. Và lưu ý khi nhân 2 vế của bắc phương trình với một số dương thì bắc phương trình không đảo chiều. Còn nếu nhân 2 vế của bắc phương trình với một số âm thì bắc phương trình sẽ đảo chiều. Vậy ta có đi, ta có A bán B, bắt đầu từ điều cho, để cho là A bán B này. Bây giờ mình thấy nó cần lên 2A đúng không? Nhân 2 vế cho 2, 2 là lớn hơn 0 rồi. Số 2 lớn hơn 0 thì đó là bắc phương trình không đảo chiều. Vậy 2A sẽ nhỏ hơn 2B. Mà đây là trừ 10 nữa thì mình cộng 2 vế cho trừ 10 thôi. Vậy là 2A trừ cho 10 đúng không? Hay nó có là trừ 2 vế cho 10. Cộng trừ một số từ bắc phương trình nó không đảo chiều. Vậy đây là 2B trừ 10, 2A trừ 10 nhỏ hơn 2B trừ 10. Vậy là nó chính là trừ 10 cộng 2A đúng không? Đi chăng à? Trừ 10 cộng 2A là nhỏ hơn trừ 10 cộng 2B. Xong. Câu B, giải phương trình này, xét giải bắc phương trình, xin lỗi, xét bắc phương trình 2x trừ 12 lớn hơn 3 trừ cho 2 nhân cái tổng x cộng 5. Bên trái chiếc lại này, 2x trừ 12, bên phải là 3 trừ. Chúng ta lấy đơn thức nhân đa thức thôi, 2 nhân x là 2x, thành trừ luôn nha. Rồi 2 nhân cho 5 cộng 5 là cộng 10, đổi dấu trước thành trừ 10 nè. Thu gọn lại nha,
hãy trừ 12 lớn hơn cái này là trừ hãy đi. 3 trừ 10 là bằng trừ 7. Thì chuyển trừ x sang bên trái là thành 4x nha. Chuyển trừ 12 sang phải là lớn hơn gì đây? Trừ 7 cộng 12 là 5. Và x lớn hơn gì? 5 phần 4. Kết luận vậy, bắc phương trình đã cho có nghiệm là gì đây? X lớn hơn 5 phần 4. Được chưa? Rồi tiếp theo là bài số 4. Bài số 4. Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, hai trường A và B có tổng số là 680 học sinh. Tổng số 680 học sinh dự thi nha. Kết quả hai trường có 575 học sinh trúng tuyển. Nghĩa là tổng học sinh thi của hai trường là 680 học sinh nhưng mà đậu vào 10 trúng tuyển á thì nó được là 575. Trong đó số học sinh trúng tuyển trường A đạt 80% số học sinh dự thi của trường. Còn trường B có số học sinh trúng tuyển là 90% số học sinh dự thi của trường. Tính số học sinh dự thi của mỗi trường. Ví dụ như trường A đơn giản, ví dụ nó có 100 học sinh dự thi đi. Thì nó trúng tuyển là 80%, có nghĩa là trúng tuyển là 80 em, còn 20 em là rớt. Rồi, cái chỗ mà 90% giải thích cho hiểu nè, ví dụ trường B thì có 100 học sinh đi. Mà trúng tuyển ở đây là 90%, có nghĩa là trúng tuyển vào lớp 10 á là 90 em. Còn 10 em là vì lấy vợ. Rồi bây giờ mình sẽ gọi nè. Yêu cầu là tính số học sinh dự thi của mỗi trường. Thì gọi xi đơn vị là học sinh, là số học sinh dự thi của trường A và trường B. Ở đây là trường A và trường B nha. Gọi này. X phải y đơn vị là học sinh, là số học sinh dự thi của trường A và trường B. Trường A và trường B nha. Rồi. Và điều kiện ở đây chúng ta phải cần lưu ý này là XA này. Sau đây XA sao? XA phải thuộc N sao? Và XA phải bé hơn 680, bởi vì tổng số học sinh của hai trường là 680. Vậy từng trường thì nó sẽ ít hơn 680, nghĩa là bé hơn 680. Và học sinh này phải là số nguyên. Chứ không có vụ là nửa đứa nha. Không có vụ là 1 phần 2 đứa hay là 2 phần 3 đứa. Đó thì điều kiện là XA thuộc N sao và XA bé hơn 680. Rồi, trình bày tiếp tục này. Vì tổng số học sinh dự thi của trường A và trường B là 680 học sinh và mình có phương trình là x cộng y bằng 680. Vì tổng số học sinh đâu thì chấm chấm nhà đó em tự ghi là 680 này, ta có phương trình là gì? X cộng y bằng 680. Đây là phương trình số 1. Tiếp tục. Vì tiếp nè, vì tổng số học sinh trúng tuyển của hai trường là 575. Vì tổng số học sinh nó trúng tuyển của hai trường đó là 575 học sinh. Thì đó ta có phương trình là gì đây? Bây giờ số học sinh của trường A là ít học sinh mà trúng tuyển là 80%, tỷ lệ 80%. Vậy thì số học sinh trúng tuyển sẽ là x nhân cho 80%. Được không? Rồi, trường B là y học sinh mà trúng tuyển là 90% thì lấy y nhân cho 90%. Thì ra số học sinh trúng tuyển. Hướng dẫn hồi nãy đó, hướng dẫn vừa xong đó, là thầy có 100 học sinh đi. Trường A 100 học sinh đi.
mà trúng tuyển là 80%, đúng không? Tỷ lệ trúng tuyển là 80%, vậy số học sinh trúng tuyển là bao nhiêu? Sẽ là 100 nhân cho 80 chia 100, rút gọn đi là bằng 80 em, chưa, 80 học sinh. Rồi, ok mà nó bằng nhiêu? 575. Rút gọn đi cho không đi, rút gọn cho bỏ đi không này. Chia cho 10 á, tử mẫu chia 10 á là bằng là 8 phần 10 này, đây còn là 8x. Đây là 9 phần 10 là 9y. 10 ra nhân đây là được là 5750. Đây là phương trình số 2. Từ 1, 2 ta có hệ phương trình là, thứ nhất là tổng x cộng y bằng 680 và 8x cộng cho 9y bằng 5750. Hiện nay thì có em giải bằng phép cộng đại số hay là thế giải kiểu gì nữa á, giải luôn nha, đi luôn nè. X cộng y bằng 680, bây giờ thì nhân cái này cho mắc y đi, nhân nhân cho 9 đi, nhân cho 9, nhân trên cho 9 là cái này là thành gì đây? 9x cộng 9y bằng 680 nhân 9 nha, 680 nhân cho 9 nó ra là 6120. 6120. Còn này chép lại là 8x cộng 9y bằng 5750. Rồi tiếp tục mình trừ hai phương trình này vế theo vế, trừ bên trái trừ nhau là 9x trừ 8x còn x nè. Còn hai này giống nhau trừ nhau bằng 0 rồi. Vậy 6120 đem trừ cho 5750 thì nó ra là 370. Phải tìm được x là 370 nha. Còn y mình chép lại một trong hai phương trình, giữ phương trình nào cũng được. Đây này, cái này là nhân cho 9 ra cái này đúng không? X cộng y bằng 680 nhân 9 ra cái này thì nghĩa là giữ cái nào cũng được, giữ cái này đi. X cộng y bằng 680 cho nó dễ. X bằng 370 rồi thì y sẽ bằng nhiêu? 680 trừ x có nghĩa là 680 trừ đi cho 370, thì trừ ngược này nha, trừ ngược lại này, lấy 370 trừ 680 ra số âm, bỏ dấu trừ đi bằng 370, 310 xin lỗi, 310 thì thỏa mãn điều kiện chưa? Thỏa mãn, x y thỏa mãn rồi, thỏa mãn điều kiện. Kết luận vậy số học sinh dự thi của trường A và B lần lượt là như đây. Trường A là 370 học sinh, trường B là bao nhiêu? 310 học sinh. Rồi xong bài số 4. Bài số 5, một chiếc thang dài x mét đây, x mét đây, cần cần đặt chân thang tạo với mặt đất một góc an toàn là 65 độ C. Chân thang thấy không, cách mặt đất này góc này 65 độ C này, góc này tạo với cái mặt đất là 65 độ C, tức là đảm bảo thang không bị đổ khi sử dụng. Rồi câu A là yêu cầu là viết biểu thức biểu thị khoảng cách giữa chân thang là B này, và chân tường theo x, chân tường đây, thấy không? Người tính BC đó, chưa? Biểu thức BC đó. Rồi thì có này, khoảng cách giữa chân thang và chân tường là BC. Câu A này, khoảng cách giữa chân thang và chân tường là gì đấy? Chính là BC.
BC. Vậy thì ở đây có góc 65 độ C chưa? À, 65 độ chưa? Có cạnh huyền chưa? Đây là cạnh gì? Cạnh kề rồi. Phải tính cosin. Phải xét tam giác ABC vuông tại đâu? Vuông tại tại C nha. Ta có cosin góc B là cos góc B đó, là bằng gì? Cosin là cạnh kề huyền chia nhau, kề huyền ở đây là kề là BC. Chia huyền là chia cho AB, được chưa? Bằng tiếp tục là BC chia cho AB chính là x. Bằng x này đó, BC chia x. Mình cần tính BC, vậy thì BC sẽ bằng là x nhân cho cos góc B. Có nghĩa là BC bằng gì? Bằng x nhân cos góc B, là góc B là 65 độ thì cos của 65 độ. BC bằng x nhân cos 65 độ là xong rồi đó. Đây chính là biểu thức. Kết luận nè, vậy biểu thức thì đó biểu thị khoảng cách giữa chân tường và chân của khoảng cách giữa chân thang và chân tường là BC bằng x nhân cos 65 độ. Câu B. Giả sử chiếc thang dài 3 mét, nghĩa là x bằng 3 mét á. Họ khoảng cách giữa chân thang và chân tường trong trường hợp trên là bao nhiêu? Kết quả làm tròn đến hàng phần 10 nha. Vào với x bằng 3 mét suy ra BC bằng gì? 3 nhân cos 65 độ. Bấm máy tính. 3 nhân cos 65 độ nè. Nó sắp xỉ là làm tròn nó sắp đến đến gì? Đến hàng phần 10 đúng không? Phần 10 là số mấy? Số 2 nè. Mà sao số 2 là số 6 lớn hơn 5 chưa? Thì làm tròn lây, nghĩa là số 2 này cộng thêm 1 nữa là 1,3. Cái việc làm tròn là của kiến thức ở lớp 7 em học rồi. Bạn sắp xỉ 1,3 mấy nha. Rồi bài cuối cùng là bài số 6. Cho tam giác ABC vuông tại A có AB lớn AC. Rồi vẽ nha. Rồi tam giác ABC này lật quá. Rồi tam giác ABC này vuông này, vuông tại A này. Lưu ý đây điều kiện này là AB lớn AC nha, đây là B này, đây là C, đúng chưa? AB lớn AC. Rồi câu A. Họ cho mình là AC là bằng 12 đi. AB là 16. Rồi tính BC. Này BC này. BC thì là cạnh huyền, tam giác này vuông tại A rồi, dùng Pythagore thôi. Theo định lý Pythagore. Trong tam giác ABC vuông tại đâu? Vuông tại A ta có thì Pythagore nói là trong tam giác vuông bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông. Cạnh huyền ở đây là BC, bình phương lên này, cạnh góc vuông ở đây là ABAC, vậy là bằng AB bình phương cộng cho AC bình phương thì nó bằng AC. AB ở đây là 16 bình phương này, AC là bao nhiêu? 12 bình phương. 16 là 256 à. Từ 16 bình phương này cộng cho 12 bình phương 400. 256 trong 4 400 đúng không? 400. Vậy BC mấy đây? BC bằng căn có 400 là bao nhiêu? 20 cm. Vậy là xong câu A. À, chưa chưa chưa. Còn ấy nữa là tỷ số lượng giác nữa.
tỷ số lượng giác của góc nhọn B, của góc B đi. Tỷ số lượng giác là tính sin cos tan cotan á, mà là sin góc B, cos góc B này, rồi là tan góc B, và đây là cotan góc B nha. Sin là đi học, đấu chiêu hiền á, đấu chính là AC, chiêu hiền là chia cho BC, mày là AC chia BC, tìm sin đấu chiêu hiền, đấu là AC, hiền là BC, mà BC đã tính được là 20 rồi đúng không? Rồi AC là bao nhiêu? 12 chia 20, cứ còn tử mão cho 4 là còn 3/5, ok chưa? Cuối góc B là bạn cạnh kề hiền chia nhau, kề ở đây là gì? Kề ở đây là AB, còn hiền là BC. AB bao nhiêu? Là 16 chia BC là chia cho 20, cứ còn tử mão cho 4 là còn lại là 4/5, đúng chưa? 4/5. Tan góc B thì bạn kề chia đối, tan đấu chia kề, đấu chia kề, đấu của nó là AC, kề là AB, vậy AC chia cho AB, AC mấy đây? AC là 12, AB là 16, 12 chia 16 là rút gọn tử mão cho 4 nè, tử mão rút gọn cho 4 thì được là 4 phần, còn 3 phần gì? 3 phần 4 chứ, 3 phần 4. Cua tan thì nghịch đảo của ta, đảo lại là thành AB chia AC, là 16 chia cho 12 đúng không? Rút gọn tử mão cho 4 là còn 4/3. Rồi câu B. Câu B là gọi mà trung điểm BC, rồi phải chia đi, chia làm hai đoạn bằng nhau này, đây là 5,4 đi, còn 2,7 à, còn 2,7 cái gì? Đây 6,8 này, 6,8 là còn 3,4 nha, 3,4 đây, mà ở đây này, mà trung điểm của BC là MB bằng MC đó. Từ M cái MA vuông góc với AB tại A. Tại MA đây. Đúng chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta để ý nè, M là trung điểm của BC rồi. Và em thấy MA này nó song song được với AC chưa? Bởi vì cùng vuông góc với AB. Vậy thì cái đường MA nó đi qua trung điểm cạnh thứ nhất là cạnh BC, nó song song với cạnh thứ hai là cạnh AC, thì chắc chắn một điều nó sẽ đi qua trung điểm cạnh thứ ba là cạnh AB. Định lý này có trong sách giáo khoa lớp 8 nha. Rồi. Vậy thầy chứng minh trước đi, chứng minh. Thì chứng minh là AE bằng BA nha. Chỗ này quan trọng với chứng minh nè. Vậy ta có là MA nè, có MA vuông góc với AB chưa? Rồi AC cũng vuông góc với AB. AC vuông góc với AB. Ở đây là giả thuyết nè, ở dưới là do tam giác ABC vuông tại đâu? Vuông tại A. Tại đây mình suy được là gì? MA nó song song với AC, ok chưa? Tiếp theo là vì mình có MB bằng MC, là giả thuyết. Rồi mình vừa chứng minh được là MA song song với AC. Rồi suy ra là gì? Suy ra là AE bằng AB hay là AE bằng BA? Có này rồi đúng không? Rồi ốp vào công thức nữa là sao? Đây.
Là công thức của mình đây, mình có đây. Chứng minh là hai lần cos B trừ sin M bằng 2 AE chia BC nha. Rồi. Người ta có này. Cos góc B bằng gì? Trừ sin góc M bằng gì? Cos góc B bằng gì đây? Đây, cos góc B đây. Cos góc B thấy chưa? Bằng thế nó liên quan cái gì đây? Cos góc B bằng gì đây? Cosi nó cạnh kề huyền chia nhau. Kề ở đây là gì? BA, thấy không? Chia huyền đâu? Chia cạnh huyền là chia cạnh đâu? Kề huyền chia nhau, thấy không? Cạnh gì? BM. Đúng chưa? Có tam giác này, thấy không? BM đó. Thì cos góc B là cạnh kề huyền chia nhau, là kề ở đây là BA, huyền là BM. Rồi sin góc M này, sin góc M anh thấy không? Đó, góc M là góc nhọn á. Sin bằng đối đối của nó là BA. Sin bằng đối chia huyền, huyền là BM, được không? Rồi suy ra vế trái thấy không? Vế trái là hai cos B trừ sin M. Vậy hai cos B trừ cho sin M thì bằng cos B của mình nó là gì? Là BA chia BM, vậy hai lần BA chia cho BM này. Trừ sin M là BA chia cho BM. Vậy hai lần BA chia BM trừ BA chia BM. Hai cái phân thức này cùng mẫu chưa? Vậy lấy giữ mẫu lại là BM, lấy tử trừ nhau là 2BA trừ 1BA là còn lại là BA. Ta đã chưa có xong, bác chứng minh là 2A chia BC này. Mà BA thì chứng minh được là bằng AE chưa? Mà nó bằng AE chia cho BM. Mà BM là bằng gì? BC chia cho 2, đúng không? BC chia cho 2. Vậy nghịch đảo lại được là gì? 2 lần AE chia cho BC. Lý do đây lưu ý này là BA thì bằng AE. Và thứ hai là BC thì bằng gì? BM thì bằng gì? BM bằng BC chia cho 2. Rồi, bằng vế phải chưa? Bằng vế phải đều phải chứng minh. Video bài giảng của thầy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp các em ở video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.